Hello, xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã trở lại kênh Ngày Mai Kết Hợp của mình nhé. Thì hôm nay ấy, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ấy thì cái cách làm sao để các bạn may này những cái đường chỉ ở cái mép này, đúng không? Đường tròn ấy, chạy theo cái mép mí nó đều, hai ly đều đó. Hàng may túi xách nhá, đây cái mép này này, may đường chỉ nó sẽ đều như thế này. Đấy, bằng cái chân vịt như này. Nhưng các bạn phải cắt rồi nhé, cái này theo yêu cầu của các bạn ấy là mình sẽ làm cái video chỉ cho các bạn có cái chân vịt để may cái mí cho nó đẹp. Đây cái mí này mình chưa may này. Đó rồi, bây giờ mình chỉ cho các bạn nhé. Đây các bạn nhé, nếu để cho các bạn ấy mà may được cái mí đây này, mình may từ đây vào, cái này mình chạy trước hai ly trước rồi đó. Như các bạn để may một cái mép ngoài như này này, đúng không? Mép ngoài này để nó đẹp như thế này ấy, thì các bạn phải cần có một cái chân vịt một giò như thế này. Cái chân vịt một giò như thế này ấy, đây cái này mình cũng phải mài đi này đó. Về bên may túi xách ấy thì mình phải chế, có nghĩa là những cái chân vịt ấy, đây chân vịt giữa mình cũng phải chế đi. Đây lúc mình mua về là chân vịt nó có một cái bọc riêng như này, mình xé ra. Đây nhé, cái bọc này nhé, trong bọc đây mình mua chân vịt này. Chân vịt này ấy, thì chân vịt mấy bước, nếu các bạn mà may bên ba lô thì cái chân vịt như này các bạn lắp vào các bạn may được. Thì ba lô ấy, thì nó cái đường mí, những cái mí của cái đường ba lô ấy thì các bạn may chân vịt này nhiều khi nó lên mút ấy, nó dày cao ấy, thì cái chỗ cong cong này này, đây nó sẽ lướt được lên. Như bữa các bạn hỏi mình mà làm thế nào để cái chân vịt cắt làm sao ấy để mình may được lên cái mép của cái túi xách. Đây túi xách thì nó đòi hỏi kỹ hơn, là cái đường kim mũi chỉ của các bạn ấy là phải đi đều hai ly hai ly. Nếu mà nó to hoặc nó bé nhìn nó xấu. Đây này, giống như cái này của mình đây các bạn thấy không, thì mình chế ra mình lắp vào cái máy đây, như cái máy ở đây thì các bạn phải cần có cái cữ à. Cái cữ này ấy, thì các bạn nắp ấy nó phải sát cho vịt giữa, thì lúc các bạn đi may các bạn đè qua là các bạn cứ may theo cái cữ này này, nó lăn đều để nó ra cái mép đây giống này luôn. Ví như là cái này thì mình chưa may nhá, đấy còn cái này mình may rồi. Thì hôm nay mình chỉ cho các bạn ấy là đầu tiên các bạn mà may bên túi xách thì các bạn mua bộ chân vịt như này. Chân vịt như này thường thường ấy, cái máy 340 hay là 640 hay 540 ấy nó cũng đều có cái chân vịt hai càng như này luôn. Đấy hai càng như mình mua về nó có hai càng như nó giống này này. Bây giờ thì không biết mình thấy cho nó bán có chân vịt một giò như này chưa, người ta bán chưa, nhưng mà mình phải chế ra nhá. Lúc các bạn chế ra ấy, các bạn mài làm sao đây này, tí các bạn đo luôn hai cái mép này này, đây các bạn mài này, để bữa nào mình làm một cái video mình sẽ mài cho các bạn coi. Đây hai cái mép này nó bằng nhau đây đúng không? Đấy các bạn đưa máy các bạn mài bên này đi, mài một bên này đi nhá. Đây cái bên này bên ngắn này, này các bạn mài đi, các bạn mài chỉ còn là mài cụt đến đây đi, mấy cái máy mài các bạn mài cụt điểm này đi thì nó sẽ thành giống như cái chân vịt này đâu. Đấy mình mài đi nó giống chân vịt này. Cái chân vịt giữa này các bạn mài cái chỗ cong cong đi này. Đây các bạn mài đến đây thì mình đây chỗ này đó, mài đúng cái chỗ này đi, mài cụt chỗ này đi, chỗ tay mình bấm này, này đó thì nó trở thành giống như chân vịt. Đây nó ngắn như này các bạn thấy không? Nếu mình nắp cái màn này vào ấy, đúng không? Thì các bạn may ấy, thì nhìn nó cộm cộm, nhìn nó khó nhìn lắm. Mình cần nó rất khó, mình nó rất xấu. Nhưng các bạn mài được như thế này rồi ấy, thì lại rất ngon. Đúng không? Bây giờ mình sẽ nắp cái bộ chân vịt mình mài sẵn này rồi. Mình vào máy này mình may cho các bạn xem. Đấy. Còn cái bộ mài này thì bữa nào mình sẽ làm riêng một cái video để mình mài cái bộ này ra. Đấy, mình chỉ các bạn mài bộ này ra. Từ cái lúc các bạn mua về rồi các bạn mài ra, các bạn lắp vào các bạn may bên túi xách nhá. Đó. Còn ba lô thì người ta để nguyên thì người ta may luôn. Còn túi xách ấy, thì là phải có những chân vịt cũng cần xài mình mấy bộ luôn. Cái bộ mình xài chân vịt hai càng như này này là mình sẽ may cho những thứ khác. Còn cái chân vịt một càng như này mình mài ra mình sẽ may cho thứ khác.
Có nghĩa là mỗi một công đoạn mình sẽ chế ra một cái để mình làm, nó vừa dễ mà hàng mình sẽ vừa đẹp. Rồi bây giờ mình nắp vào, mình sẽ may cho các bạn xem. Đây cái bộ mới của mình vào đây nhé. Mình lắp bộ này vào. Đó. Lắp vào chân vịt mình đã mài từ trước rồi đấy, các bạn thấy không? Mình mài xong mình để hai chân vịt này, cái đầu này, mấy cái mép này nó bằng nhau này này. Các bạn mài đừng để nó dài quá ra ngoài này ấy. Có nghĩa là mình lắp rô ấy. Đây. Như thế này ấy, là và dài quá nó sẽ vướng, giống như cái này đây, các bạn thấy không? Mà các bạn may một cái mí, mép mí như thế này này. Mà các bạn để chân vịt hai càng như này ấy, là may không mà được. Mà nó hàng nó xấu, cực kỳ xấu luôn, nó không đẹp nhé. Đây mình lắp, sẽ lắp cái bộ chân vịt vào. Đó, mình đã lắp xong. Đấy, chân vịt là mình đã lắp xong nhé. Đây. Đó, các bạn thấy không? Mình đã lắp xong cái chân vịt này rồi. À. Chân vịt giữa nó cột cột đúng không? Chân vịt bước này nó thấy không? Bên này nó không có hai càng, nó chỉ một càng thẳng ở bên sau này, thì lúc các bạn sập cái cữ nó không vướng đó, thấy không? Các bạn sập cữ, phải sập cữ nhá, phải có cữ mới may được. Đó, giờ mình quay bên kia. Khi các bạn may sang bên hàng túi sách ấy, thì nó rất quan trọng như đường chỉ nhé các bạn nhé, đường kim mũi chỉ này nó phải đều đẹp như thế này đúng không? Đó, người ta chỉ ăn tiền ở những cái đường kim mũi chỉ thôi. Để mình may cho các bạn xem thử cái này. Nếu các bạn đặt cữ rồi, lắp cữ vào, lắp sát trên vịt giữa. Đây. Thì các bạn theo cái sát cữ này, các bạn may sang nó nhìn thật đẹp luôn. Đây nha các bạn nhé, thấy không? Mí 2 ly là 2 ly đây. Đấy, thấy không? Này. Đấy, đường kim mũi chỉ nó như này. Đó. Đó. Cái nào vậy nó sẽ đều lắp như thế. Trên chỉ trên dưới nó đẹp cực kỳ luôn. Mình may cái lưỡi cho các bạn coi nhé. Bạn lắp cữ vào các bạn chạy ấy, à, rất nhanh mà nó chuẩn. Cái hàng túi sách này thì các bạn phải dùng cữ nhiều, và mỗi một công đoạn các bạn phải có một cái chân vịt khác, mà các bạn có một cái cách chỉnh máy khác nhau thì nó đẹp. Đúng không? Tại vì hàng túi sách ấy, thì các bạn phải dùng đến cữ nhiều, còn hàng ba lô ấy thì các bạn độc chân vịt hai càng này các bạn có thể may được bình thường, nếu mà ba lô. Còn về túi sách thì mình phải chế nhiều cái, mình phải chế ra. Để các bạn mà thấy kênh của mình hay ấy, thì các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình, nhớ ấn quả chuông để được thông báo sớm nhất khi mình đăng video lên.
Ôi, mình cảm ơn các bạn nhá. Và chào các bạn.